Giác ngộ có rất nhiều nghĩa và tùy theo quan niệm của từng người, của từng tôn giáo. Giác ngộ của Thiên Chúa giáo không cùng nghĩa với giác ngộ của Hindu giáo, của Hồi giáo và của Phật giáo. Nhiều khi chữ giác ngộ cũng được dùng với ý nghĩa chính trị. Trong cuộc sống, chúng ta luôn muốn tìm kiếm sự giác ngộ, tìm ra lời giải cho những câu hỏi vĩ đại về cuộc sống và thế giới xung quanh chúng ta. Và khi chúng ta đạt được sự giác ngộ, chúng ta có thể nhìn thấy những điều mà trước đó chúng ta chưa từng nhìn thấy. Có những kinh nghiệm và quan điểm trong cuộc sống mà chỉ có khi giác ngộ mới thấy được. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá những điều có lẽ sẽ gây sốc mà con người có thể nhìn thấy khi đã giác ngộ. Chúng ta đang sống trong một xã hội với một hệ thống logic và quy luật tuyệt vời, có thể nói là hoàn hảo và tinh tế đến mức không thể chê vào đâu được. Đó là lý do tại sao văn minh của chúng ta có thể kéo dài 5.000 năm vẫn tiếp tục phát triển và tuần hoàn. Điều tinh tế nhất của nó là tất cả những gì bạn thấy trực tiếp đều là ảo tưởng. Ví dụ như gian lận tài chính, gian lận tỷ lệ người xem, gian lận dữ liệu live stream của doanh nghiệp thương mại điện tử và số lượng người hâm mộ, gian lận phiếu bầu. Thậm chí cả cửa hàng trà sữa cũng phải chi tiền để tạo ra ảo tưởng đông khách đang đứng xếp hàng. Điều này chính là điểm đáng kinh ngạc nhất của xã hội này. Nó làm cho chúng ta bị mê hoặc bởi một loạt các hình ảnh và thử thách khả năng tư duy sâu sắc của chúng ta. Những người có mô hình tư duy sâu sắc sẽ có khả năng độc lập tư duy và đánh bại những ảo tưởng khác nhau để đi đến thành công. Ngược lại, những người không có suy nghĩ độc lập và chỉ bắt chước người khác sẽ thấy tất cả đều là ảo tưởng. Chúng ta sẽ bị loại bỏ khỏi xã hội hoặc bị người khác lợi dụng. Như Lão Tử đã từng nói, năm sắc sẽ làm cho người ta mù mắt. Người ta nói âm nhạc khiến tai bị điếc, hương vị khiến miệng thấy ngon. Đó là sức mạnh của thị giác, xúc giác và thính giác. Các giác quan kết hợp với nhau tạo ra một thế giới ảo vây quanh chúng ta và che giấu đi sự thật của thế giới thực. Theo các nhà tu hành, giải thoát mọi đau khổ chỉ có thể đạt được khi chúng ta hiểu rằng tất cả những gì ta cảm nhận được thông qua âm thanh, mùi vị, hình ảnh và xúc chạm đều không có ý nghĩa sâu xa. Chỉ khi ta đóng cửa các giác quan của mình và nhìn vào thế giới bên trong, ta mới thấy được sự thật chân lý, giải phóng khỏi nỗi đau của cuộc sống. Theo Kinh Kim Cang, vạn vật đều là hư ảo, huyễn hoặc. Chỉ khi ta thấu hiểu bản chất của mọi thứ, ta mới có thể thấy được chân lý. Khi đang trong cuộc sống thực tế đời thường, ta nên biết chấp thật ở hiện tượng và chấp giả ở bản thể. Theo lý thuyết của kinh dịch, những người tham vọng sâu sắc là ít nhìn thấy sự thật của thế giới. Tất cả chúng ta đều bị che giấu bởi khát vọng và rơi vào một cái bẫy tư duy lớn, như một người mù sờ tay trên ngà voi vậy. Những người bình thường gọi tất cả những gì ta nghe thấy và cảm nhận là thực tại, nhưng thực tế lại rất khác. Chỉ khi ta có thể nhìn thấu qua vỏ bọc của mọi thứ và hiểu được bản chất của chúng, ta mới có thể tự do thoát khỏi sự che giấu này và tìm thấy chân lý của chúng ta. Chúng ta đã biết nguồn gốc của mọi khổ đau và phiền não. Đó là do chúng ta bị ám ảnh bởi sự vô minh, với một tâm hồn tham lam, giận dữ và si mê. Xã hội này, nơi mà chúng ta đang sống, nó được thiết kế và sắp đặt bởi rất nhiều sự thông minh và trật tự logic. Chỉ có những người thực sự thông minh và sáng suốt mới có thể đứng vững và tồn tại trong đó. Những nhà tâm lý học cao cấp, họ có khả năng nhìn thấu qua các cảnh tượng và hiểu rõ bản chất thực sự của chúng. Nhưng làm thế nào để tập luyện kỹ năng này? Hãy nhớ đến câu chuyện về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có một kỹ năng được gọi là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Đó là một kỹ năng có được sau khi bị nung trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân liên tục trong 49 ngày. Thái Thượng Lão Quân là một nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết Trung Quốc và được cho là người sáng lập ra Phong Thần Bảng, một bảng danh sách các thần linh. Thực ra Tôn Ngộ Không đã tìm đến Thái Thượng Lão Quân và được ông huấn luyện để trở thành một vị thần. Thông thường, Thái Thượng Lão Quân được đồng nhất với Lão Tử. Tuy nhiên trong đạo giáo thì Lão Tử chỉ là một hóa thân giáng trần của Thái Thượng Lão Quân. Ông ta được coi là người đã thực sự hiểu rõ bản chất của xã hội và vũ trụ. Vì vậy ông được tôn sùng và coi là một vị thần. Trong khi mọi người nhìn thấy những sự kiện trong cuộc sống là tình cờ và ngẫu nhiên,
thì thực tế lại là mọi thứ đều diễn ra theo một kế hoạch đã được thiết lập trước. Trước khi có thế giới vạn vật, đã có chương trình định hình nó. Lão Tử đã khám phá ra chương trình này và còn gọi nó là đạo. Trong đạo không hề có sự lộn xộn, nó là quy luật, nó điều khiển việc tạo ra trời đất và những vật thể. Trong Đạo Đức Kinh có câu: từ sai lầm mà sinh ra tất cả các phần tử, bao gồm sự tham lam, giận dữ và ngu dốt. Trật tự và logic của xã hội được thiết kế với trí tuệ đầy sáng suốt. Những người thực sự thông minh với kỹ năng tốt thì họ đều có một cặp mắt ánh lên ngọn lửa vàng. Họ có thể nhìn thấu tất cả những hình ảnh giả dối trong chớp mắt. Vậy làm thế nào để rèn luyện được sức mạnh này? Chúng ta hãy liên tưởng đến Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không, mắt lửa vàng được rèn luyện trong lò bát quái, nơi Tôn Ngộ Không đã được huấn luyện bởi Thái Thượng Lão Quân. Như đã biết, Thái Thượng Lão Quân là lão tử hạ phàm, người đã hiểu được bản chất và sự thật về xã hội và đã trở thành thần, được tôn sùng với tên gọi là Thái Thượng Lão Quân. Xét về quan điểm của con người, những thăng trầm trong cuộc sống là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, trong thực tế, tất cả mọi thứ đều được thực hiện theo một chương trình được thiết lập trước đó. Trước tiên có chương trình, sau đó mới có thế giới vạn vật. Vậy đạo là gì? Trong kinh dịch có câu: âm và dương cũng như một phần của nhau. Khi hiểu rõ âm và dương, ta hiểu được đường cùng và khôn ngoan. Tất cả vạn vật đều có một bề ngoài, tuy nhiên bản chất của chúng lại là ẩn giấu bên trong. Nếu bạn có khả năng phân biệt rõ ràng giữa bề ngoài và bản chất của một đối tượng, cùng với khả năng phát hiện ra sự đối nghịch và cân bằng giữa hai yếu tố đó, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được người khác và các tình huống. Điều này được gọi là nắm bắt được quy luật và nhìn thấy sự thật. Để giải thích điều này, hãy xem xét ví dụ của Quỷ Cốc Tử, một người có tài năng đáng kinh ngạc trong cùng thời đại với Khổng Tử. Thời kỳ Chiến Quốc, khoảng 300 năm trước công nguyên, học trò của ông có 4 người là Bàng Quyên, Tôn Tẫn, Tô Tần và Trương Nghi. Tất cả đều là trụ cột của quốc gia. Nhưng mà tại sao ông không thể được vinh danh như Khổng Tử và trở thành một người được khen ngợi trong mọi việc? Đó là vì Khổng Tử phát hiện ra trật tự đầu tiên của thế giới, một trật tự chỉ phù hợp với việc nói chứ không phù hợp với việc làm. Những thứ như nhân nghĩa, đạo đức chỉ phù hợp để lấy làm khẩu hiệu định hướng tư tưởng là phần dương, trong khi Quỷ Cốc Tử phát hiện ra trật tự thứ hai của thế giới, một trật tự tự trị chỉ phù hợp để làm mà không phù hợp để nói, đó là phần âm. Nó chỉ phù hợp để sử dụng một cách im lặng và không được phép nói ra. Một khi nó được nói ra, nó có thể gây ra rắc rối hoặc hỗn loạn. Vì vậy, tư tưởng của Khổng Tử được tôn trọng và được lan truyền mạnh mẽ, trong khi tư tưởng của Quỷ Cốc Tử chỉ có thể được ghi nhớ, im lặng và chỉ phù hợp để lưu truyền bí mật. Thường thì người ta nói rằng các quy tắc tiềm ẩn trong các ngành công nghiệp khác nhau trong xã hội. Cái gọi là quy tắc tiềm ẩn này thực chất chính là trật tự thứ hai. Có câu nói rằng sự chín chắn thực sự là nhìn thấu nhưng không nói ra. Thấu ở đây chỉ trật tự thứ hai, nó chỉ phù hợp để sử dụng trong thực tế nhưng không được phép nói ra. Trong xã hội hiện đại, việc nói và làm không trùng hợp là điều thường gặp. Nếu một người chỉ nói được mà không làm được, họ sẽ không được tôn trọng trong xã hội. Những điều mà họ nói thường chỉ là những lời nói vô nghĩa và sáo rỗng. Những việc họ đang làm thực sự lại không thể được nói ra. Nếu nói ra sẽ mang lại hậu quả không mong muốn. Vì thế xã hội có một đặc điểm, đó là người ta phải nói ngược lại. Khi nghe người khác nói chuyện, chúng ta cũng phải lắng nghe và hiểu ngược lại mới thấy được sự thật bên trong. Học cách thể hiện và hiểu ngược lại là điều bình thường. Trong toán học, hai số âm khi nhân với nhau sẽ trở thành một số dương. Trong giao tiếp, nếu người ta đều nói ngược lại thì kết quả cuối cùng sẽ trở nên bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn là người duy nhất không theo khuôn mẫu này, nếu nói gì thì nghe đấy, nếu thấy gì thì làm nấy, bạn sẽ trở thành một kẻ ngốc nghếch khờ khạo. Trong cuộc sống, vì có hai bộ nguyên tắc khác nhau, nhiều điều vốn biết là giả dối nhưng lại có thể trở thành sự thật nếu chúng giả dạng thành hành động. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người có hai mặt, hay thường miệng nói nhưng hành động thì đi ngược lại. Điều này cho thấy rằng họ chỉ tuân thủ theo sắc lệnh của khuôn khổ xã hội,
gọi là trật tự thứ nhất. Tuy nhiên, để thăng tiến trong sự nghiệp, họ cần phải tuân thủ theo trật tự thứ hai, một khuôn khổ bên trong, khó định lượng hơn và liên quan đến các mối quan hệ lợi ích. Điều này làm cho phương pháp phân tích lợi ích trở nên cần thiết và không bao giờ lỗi thời. Chỉ khi hiểu được điều này, chúng ta mới có thể giải thích được những điều trước đây không thể hiểu được. Ví dụ như những người chỉ nói những điều đạo đức, nhân đức, tuy nhiên bên trong thì luôn tính toán lợi ích của mình. Do đó, chúng ta không nên tin vào những lời nói của họ, mà thay vào đó chỉ nên đánh giá hành động thực tế của họ. Những người thực sự làm việc và hành động theo khuôn khổ trật tự thứ hai thường gặp nhiều khó khăn và bất công trong xã hội. Bởi vì trật tự thứ nhất chỉ có thể nói, còn trật tự thứ hai mới làm được. Hãy cẩn trọng với những người chỉ nói và hãy tìm hiểu những hành động thực tế của họ để biết chính xác họ là ai. Chỉ khi hiểu được điều này, chúng ta mới có thể thấu hiểu được đạo làm người. Thương yêu là gì? Đó là cách mà bạn thể hiện điều tốt đẹp của mình theo cách mà người kia cần. Giao tiếp là cách trình bày quan điểm của mình bằng cách sử dụng ngôn ngữ của người đó. Thuyết phục là cách để chứng minh quan điểm của mình bằng cách sử dụng suy luận của người đó. Những hành động này đều tuân thủ đạo vì nó liên quan đến nhu cầu ngôn ngữ và suy luận của người khác. Sự kết hợp giữa âm, nhu cầu của người khác và dương, quan điểm của mình là cách thức tuân theo đạo. Ngược lại, việc sử dụng cùng một âm hoặc dương với người khác tức là không tuân theo đạo. Ví dụ như giao tiếp chỉ từ góc độ của mình mà không lắng nghe người khác. Sự thật, các nhân vật ở tầng thứ cao, họ thường biết cách trình bày quan điểm của mình bằng ngôn ngữ của người đối diện và sử dụng suy luận của người đối diện để chứng minh quan điểm của mình. Còn những người tự phụ thì thường chỉ trình bày quan điểm của cá nhân bằng ngôn ngữ của cá nhân và sử dụng suy luận của mình để giải thích quan điểm của cá nhân mình. Việc này không phải là giao tiếp, mà chỉ là tự nói chuyện mà thôi. Chỉ những người thực sự hiểu bạn mới có thể yêu bạn bằng cách của bạn. Những người không hiểu bạn sẽ luôn yêu bạn bằng cách của họ. Điều này không phải là yêu mà là ép buộc. Chẳng hạn nếu bạn muốn được người khác yêu mến, bạn không nên tự nhận mình xuất sắc mà nên cho người khác thấy rằng họ là người xuất sắc trong mắt bạn. Hành động này cũng tuân theo nguyên tắc của đạo. Chúng ta cần phải rèn luyện khả năng nhìn thấu bản chất như Tôn Ngộ Không có thể thấy ngay bản chất của mọi thứ. Nếu không, chúng ta sẽ bị mê hoặc hoàn toàn. Sự khác biệt lớn nhất giữa mọi người với nhau nằm ở khả năng nhìn thấu bản chất. Trong cuộc sống thực, từ các hoạt động xã hội, tình yêu đến đầu tư khởi nghiệp, ai có thể nhìn thấu toàn bộ tình hình thì người đó sẽ là người dẫn đầu. Khả năng quan sát rõ bản chất là khả năng quan trọng nhất trong cuộc đời và mở ra cảm giác thần tiên nhất, như là giải tỏa khó khăn để nhìn thấy bản chất của mọi vật và sự thật của cuộc sống. Sự giác ngộ là khả năng quan sát rõ bản chất của mọi thứ, là trạng thái tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Bất kể là Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Đức Phật hay Thượng Đế, mục đích cuối cùng của họ chỉ là dẫn dắt chúng ta vào trạng thái sáng suốt. Tôn Ngộ Không đã rèn luyện mắt lửa vàng trong lò bát quái 49 ngày. Vậy chúng ta phải tu luyện bao lâu trong đời sống thực tế? Để đạt được sự trưởng thành mà chúng ta cần phải trải qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Con đường tu luyện của chúng ta cũng chính là con đường mở mang tâm hồn. Cuộc sống giống như là một ngôi đền và chúng ta đang trong đó để tu hành. Tuy nhiên, con đường này đầy rẫy sự xô đẩy và gian truân, cùng với cảm giác cô độc và khổ đau. Những trải nghiệm khốc liệt này mang lại cho chúng ta cái nhìn đúng về thời gian và giúp ta hiểu rõ hơn về sự thật của cuộc sống. Khi con người mở mang tâm hồn, ta sẽ cảm thấy như đang sử dụng các kỹ năng cao cấp hơn. Lúc đó ta đã bước ra khỏi vòng quay sinh tử và không bị ràng buộc bởi vòng luân hồi của sự thay đổi. Ta luôn tìm thấy trái tim của mọi vật, nắm bắt bản chất của mọi thứ, phát hiện ra những điều cốt lõi và quan trọng. Đó là trí tuệ vô song và quý giá, cho phép ta nhìn từ trên cao, quan sát bản thân và người khác và sửa đổi hành vi của mình bất cứ khi nào cần thiết. Khi con người mở mang tâm hồn, ta sẽ hiểu rõ bản chất của thế giới và cuộc sống, và ta sẽ chỉ tự mình điều khiển cuộc đời của mình. Bởi vì không ai có thể cung cấp cho chúng ta bất cứ gì nữa, ta sẽ trở thành người không bị ảnh hưởng bởi sự cảm thông hay sự tổn thương. Ta chỉ nhìn thấy hoa nở và tàn trong sân, nhìn những đám mây trôi lững lờ trên trời, không còn bị ám ảnh bởi những đau khổ và thất bại.
Chúng ta đã cùng nhau khám phá và tìm hiểu về sức mạnh của sự giác ngộ tâm trí, khám phá những bí mật ẩn giấu trong cuộc sống của chúng ta. Và điều quan trọng nhất là khám phá chính bản thân mình. Hãy luôn cố gắng rèn luyện khả năng này và đạt được sự tự chủ trong cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến hành trình tuyệt vời này. Nếu các bạn thấy video này có ý nghĩa và muốn xem thêm nhiều những nội dung hữu ích khác, hãy bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới từ Radio Suy Ngẫm. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công.